điều khiển trung tâm planar PAC. Mặt trước bao gồm đèn LED báo tín hiệu, đèn báo lỗi, đèn báo zone, micro thông báo khẩn cấp, khối điều khiển sơ tán khẩn cấp, các phím điều khiển reset, power, emergency, đèn hiển thị thông báo theo zone, điều chỉnh turn bass, treble, lựa chọn và xử lý âm lượng nhạc nền, đèn báo tín hiệu phát nhạc theo zone và chiết áp điều chỉnh âm lượng theo zone. Mặt sau bao gồm công tắc nguồn và jack nguồn, nút gạt lựa chọn điện áp, cổng điều khiển RS232, cổng kết nối USB, DIB Strict for Service Only, cổng kết nối bản gọi, cổng kết nối bộ định tuyến, cổng kết nối với bộ điều khiển từ xa, volume chỉnh âm lượng, loa kiểm âm tích hợp, bản tin lưu sẵn, MG Mic, khối kết nối và điều chỉnh đầu vào, khối kết nối và điều chỉnh đầu ra, chân kết nối trigger input, chân kết nối override trigger output và chân đấu loa. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Trung Chính Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575 856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.